Và ngày hôm nay em lại tiếp tục có một sự thật động trời về vụ việc của anh Tuấn, chồng của chị Hà té xà lan. Và tại sao em lại nói video ngày hôm nay đó là động trời và đặc biệt? Em sẽ cho mọi người nghe đã, rồi em sẽ phân tích cái video này. Chạy lên ông phá quả không nói hả? Ông lên ông báo công an nha. Ông báo chứ công an gì đó. Ông nói vợ tôi từ lộn cho ông phóng xong rồi. Dắt 12 giờ phía. Rồi công an tôi mới hỏi nói sao 12 giờ khuya nhá. Ông dớt vợ anh lên. Tôi mới ra xuống, tôi chặt dây, tôi bơi ra, rước vợ tôi mở, đâu mất tiền không thấy. Đó là gì đó. Là ông bỏ luôn. Là thì đi vòng 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 cho báo cho nhà hay gì đó. Nhưng mà anh em ơi, ở đây tôi cũng cảm ứng được là cũng như là Huynh đã nói thật thật nè. Tóc nổi hết trơn nè. Anh có mặt ở đây mà anh biết mà. Là cái đêm đó là chứng kiến anh có hay là cũng như là bà chị đó chặt chân gớt xuống mà ổng cũng lên trình công an đàng hoàng đúng không? À, bữa sau mới lên hàng rồi ổng đi luôn đúng không? Là xà lan ổng chạy đâu mình không hiểu. Rồi. Quý vị nghe chưa? Có nghĩa là cái hôm tối hôm đó đó là lên trình báo công an. Và hôm sau ấy thì anh lại lên hàng đi luôn. Thì quý vị thử nghĩ xem, đây là sự thật hay là không? Và em đã lưu lại video này. Và cái video này là được chính cái người này đang bảo vệ anh Tuấn vào thời điểm hiện tại. Và anh này có nói là đặt niềm tin vào anh Tuấn và tin anh Tuấn không hại chị Hà. Nhưng mà anh này lại chính là cái người đã phỏng vấn khi mà chưa tìm được xác, là nhân chứng trực tiếp lại hiện trường có nghe được là anh Tuấn này là có trình báo là vào 12 giờ khuya. Và đến sáng ngày hôm sau anh Tuấn lên hàng và đi, không thấy xà lan đâu nữa. Quý vị thấy chưa? Nó có làm gì nhà không trần nữa rồi mình đâu có biết đâu. Anh là làm trên công ty đó luôn. Là công ty này nè, công ty cám. Công ty cám mà cũng lên hàng đó luôn, cái đó là ông lên hàng dạo hả cám? Cám. Rồi phải, quê ông làm chung cái công đoàn ban đêm. Đó, làm chung một cái công đoàn ban đêm, làm chung cái kho cám luôn. Thì em hỏi mọi người, nếu như đây là một cái sự việc giả tạo thì anh này phải chịu trách nhiệm cho pháp luật, đúng không? Bởi vì là đây là một cái sự thật mà chúng ta phải nói rằng là khi em phân tích bất cứ cái nội dung gì, em sẽ phải dẫn chứng là nó có hay không. Bây giờ em nói buổi tối nhưng mà nó không có dẫn chứng, thì em đã nghe rất nhiều người nói là đây là vụ việc anh Tuấn đã báo chính quyền vào ban đêm. Vậy thì em hỏi mọi người là từ 12 giờ đêm và anh Tuấn này hôm sau vẫn lên hàng và đi, thì nó có điều gì bí ẩn hay không? Nó không có thì tại sao anh vợ anh nhảy sao anh không tìm? Em nói mọi người nhá, nếu như một người bình thường mà vợ mình mà rơi xuống sông mất tích, thì em nói mọi người cái chuyến hàng nó có 1 tỷ hay 10 tỷ cũng bỏ. Nó không quan trọng bằng người vợ của mình. Đúng không quý vị? Tiếp tục nghe. Tìm, em nghĩ có lên đây thường hoài không? Không có chuyến hoài rồi. Ừ. Rồi, dạ, anh đó tìm về anh biết không? Về độ ảnh cỡ hàng 4 mấy không? 4 mấy còn vợ 39 tuổi. 39 tuổi. Đúng 39 luôn nha. Rồi vậy đúng hàng có tiếp xúc chứ chắc người vợ hoặc là người nhà ta xuống đông lắm. Ờ vậy là người nhà có xuống ha. Là ta kiếm dữ lắm luôn. Người nhà đông lắm. Người nhà xuống đông lắm nhưng mà người nhà anh Tuấn. Quý vị thấy chưa? Mà nghe cái ngày đó đó là bên công ty trang chỗ mà lên hàng á, cái chẳng bên đó đó. Nó làm tại người nhà ta xuống tới đó luôn, ta kiếm luôn. Rồi lên cho báo rồi kia rồi cho đi xuống ta kiếm, rồi ta cũng dẹp xà lan ta kiếm hết trơn. Tại vì bà này biết lỗi phải không? Tại người nhà ta nói người này ta lỗi giỏi lắm. Trời ơi giỏi lắm, sao mà sát mấy bờ nữa, cái này sát mấy bờ. Cái này vụ này thì nói là nghe chăng chỗ cái cháu nó hỏi ông cái đóng trà nhóc hồi trơn làm sao mà 9 giờ còn chưa Huynh này ở đây người ta đã chứng kiến là 12 giờ 12 giờ luôn. Quý vị nghe chưa? Ngay gần bờ mà 12 giờ khuya đây là ông này đã chứng kiến. Thì tại sao bây giờ ông Tuấn lại nói là 12 giờ chưa? Anh Tuấn nếu như bây giờ anh muốn chứng minh, anh phải gặp cái anh này anh đối đáp là tại sao vợ tôi là tôi báo buổi trưa mà anh nói buổi tối. Đúng không? Không thể nào người ta đăng tải như vậy mà anh lại nói là buổi trưa được. Đó. Mấy cậu ở hai chồng thì cứ lộn. Cứ lộn trên đây phải không? Bờ đó bắt đầu mới chạy ra neo ngoài á. Nghe chưa? Hai vợ chồng cự lộn ở trên bờ. Và sau đó ông hai vợ chồng mới đuổi nhau ra đến neo ngoài đó. Đó bắt đầu nó mới lý do chồng luôn này. Ừ. Ông là thông báo gì đó. Nghe chưa? Hai vợ chồng cự lộn ở trên bờ.
và sau đó mới kéo nhau xuống xà lan và sau đó ông lên báo như vậy á. Thì quý vị thử nghĩ xem có điều gì xảy ra hay không. Thì nghe cái gì là anh này rất là ảnh cái người dân ở đây ảnh có sao nói vậy. Thì anh bằng công ty gas này luôn mà. Qua đây hỏi ai cũng biết chứ. Bitcoin này nè, ai cũng biết chứ. Nghe chưa? Ở đây ai cũng biết hết trơn á. Vậy thì cái nhân chứng đâu? Là người dân ở xung quanh đó ai cũng biết. Là 12 giờ khuya. Chứ không phải là 12 giờ trưa. Đó, nên đây sẽ là một cái bằng chứng rất quan trọng. Và em đã lưu lại nội dung này. Bởi vì em nói mọi người là một người thì chúng ta còn có thể nói là có thể sai. Nhưng mà đến 3-4 kênh em đã từng nghe là đã có cái chuyện ở đây là 12 giờ khuya. Và hai anh này nói rất rõ nha, hai vợ chồng cừu lộn ở trên bờ và sau đó mới kéo xuống xà lan. Và anh này lúc đó mới đi báo chính quyền là vào lúc 12 giờ đêm. Đó. Thì phạt phạt. Đúng. Đó là nói sự thật. Ví dụ mới chết là ta cũng kiếm được thay rồi. Rồi mà sao tới 10 ngày, bữa nay 11 ngày luôn nè. Bữa nay là ngày thứ 11 đó. Thôi chứ cá bự, cá bự. Ồ, năm ôi gì đó. Ồ, cái gì vậy hả? Ồ. Đó, đây là những cái người dân mà người ta sự thật ở đây là anh này anh đã kể lại. Là hai vợ chồng cự lộn ở trên xà lan và sau đó mới kéo nhau xuống cái xà lan đó. Đó thì em hỏi mọi người xem là có tin được hay không. Đây là cái người dân người ta chứng kiến, người ta bảo ở đây ai biết hết trơn á. Tiếp tục cho mọi người nghe, bởi vì cái video này em chưa nghe, em sẽ vừa nghe đâu em phân tích đi đó, để cho mọi người hiểu đây là một cái bằng chứng rất quan trọng trong vụ việc này. Ồ quá trời thiên nhiên anh, đó là hai chồng cự lộn gì đó. Hồi lúc tự anh có nghe được không anh? Thì ổng nói quanh đây ai cũng biết chứ. Vậy là bên đây là ta cũng biết ha. Biết vậy là chứng kiến mà. Tại người nhà ta xuống mình biết mà. Xuống ta kiếm mà thầy rồi, á. Rồi cái lúc đó là 12 giờ khuya anh còn ở đây luôn hả? Tại sao vậy? Nhắc đi nhắc lại lúc đó là 12 giờ khuya nha. Quý vị có nghe không ạ? À? Hay là một mình em nghe? Không chạy đi được đâu. Cái đó cũng như là còn nè chưa lên hàng. Rồi là ra cớ sự gì đó. Chỗ đậu với tế tài ổng qua bữa sau mới lên. Lên. Nghe chưa? Lúc đó là còn neo chưa lên hàng. Có khi nào cái neo đó là giữ cái xác hay không? Cho nghe lại này, đây là một khúc rất quan trọng quý vị nhá. Ở cái lúc đó là 12 giờ khuya anh còn ở đây luôn hả? Tại sao mà là không chạy đi được đâu? Cái đó cũng như là còn neo chưa lên hàng. Rồi là ra cớ sự gì đó. Chỗ đậu với tế tài ổng qua bữa sau mới lên. Lúc đó tới tài của ổng bữa sau mới lên. Vậy là chị Hà đã mất từ đêm ngày hôm trước rồi. Đúng không quý vị? Lên ta cũng dẫn cho lên gì đó, ta cũng dẫn đi kiếm người nhà ta kiếm gì đó. Lên vẫn lên mà người nhà kiếm vẫn kiếm. Mà lúc đó cái neo vẫn còn ở dưới sông. Chưa chạy. Mà hôm sau anh này vẫn đi chạy hàng. Thì mọi người đặt ra câu hỏi là lý do vì sao sự việc xảy ra vào ban đêm mà anh Tuấn lại nói xảy ra vào ban ngày mà ở đó ai cũng biết. Đó. Em phải cần một số người ở hiện trường đó xác minh là ban ngày hay ban đêm thì nó mới rõ như anh này nói. Nhưng mà thấy cái gương mặt ổng có buồn phiền gì không anh? Thấy có gầu lo thấy gì? Thấy ổng cũng bình thường vậy đó. Thấy chưa? Thấy mặt ông Tuấn cũng bình thường nha. Không có gầu lo gì đâu. Ổng có thấy như mà vợ mình như vậy cái mình không có lo á. Ổng cũng bình thường vậy đó. Ổng cũng đi ra bình thường bỏ lại đúng không? Tôi mới coi cái video của mà ảnh chia sẻ nè. Anh nói là lúc đó là lúc xảy ra sự việc đó là chắc chưa, 12 giờ chưa. Ổng đương sai sự thật. Ổng chia sẻ ổng nói vậy luôn. Đó, thì người ta cũng nói luôn là sao anh này lại nói 12 giờ trưa? Nhưng mà ông này nói là ông nghe lên bà công an báo là 12 giờ khuya. Đó thì chứng tỏ là cái người này đã đối đáp với anh này rồi. Nhưng cái sự thật thì nó vẫn là sự thật quý vị ơi. Tại vì anh khẳng định tại vì anh ở đó đúng 12 giờ thì anh làm đó biết chứ. Rồi anh này anh nói chính xác là tại vì anh đó ở chứng kiến cho đó. Vậy là nó không có không trùng hợp thôi. Không có trùng khớp. Đúng rồi. Chứ cái video là tôi nghe rõ ràng là nói 12 giờ trưa, người ta còn hỏi rằng ảnh là phải 12 giờ trưa. Đúng ra đó là 12 giờ trưa á, cái lá còn dễ nữa. Tại vì xà lan có thậu nhóc, ai cũng thấy. Ai cũng thấy đó. Nghe chưa? Nếu 12 giờ trưa còn dễ nữa, xà lan người ta đậu nhóc. Đây chính là một bằng chứng em nói mọi người rất 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 quan trọng từ trước đến nay. Đúng không? Anh này nói anh này là người dân ở đó. Anh này nói là nếu như 12 giờ trưa xà lan người ta đậu nhóc, tại sao không ai nhìn thấy? Đó, quý vị thấy chưa? Em nói mọi người rồi, dần dần á, em sẽ khui ra hết. Quý vị khán giả sẽ không đăng ký nhầm kênh đâu.
người ta mới đặt cái câu hỏi là người ta hỏi 12 giờ trưa như vậy là ở đây nghe cào nhiều xà lan nhiều mà tại sao không thấy. Ví dụ cho bây giờ bằng ngày không chốt người ta cũng thấy ta cao đó. Đúng không? Nhưng mà bà này biết lỗi biết quan trọng nè, không biết lỗi cái gì. Ví dụ biết lỗi mà lỗi tập tưởng là người ra ta thấy ta ra ta chết rồi lỗi gì mà chết. Đi về thấy chưa? Nếu như biết bơi thì người ta thấy người ta ra ta vớt. Đó thì em nói là người nhà chính cái người dân ở đó là người ta trả lời cái bình luận này chứ không phải là anh em làm YouTube. Mà người dân người ta đâu có nói xạo đâu. Tàu nghe tàu dữ lắm chứ bộ. Chỉ có bằng đêm thôi. Nhưng mà nghĩa là cũng gần đây chứ không có xa đúng không? Đúng rồi. Ví dụ 9, 10 bữa, 11 bữa. Đúng rồi. Mình được quyền nói cái chuyện không, lạ. Được quyền đúng rồi. Không có cái chuyện lạ là ví dụ bây giờ nếu mà mười mấy ngày này là mình nghĩ là một ngày hôm nay là 11 ngày rồi. Đúng rồi. Đó. Thì cái xác của chị cũng đã nổi lên. Ở đây thì cũng có nhiều người đi tìm. Người ghe cào rồi đi qua đi lọt. Không có gầu lo lắm. Thì nói chung ra hồi nãy xác của chị đó là một cái điều đó là lạ là ví dụ bây giờ nếu mà mười mấy ngày này là mình nghĩ mười một ngày hôm nay là 11 ngày rồi. Đúng rồi. Đó thì cái xác của chị cũng đã nổi lên. Ở đây thì cũng có nhiều người đi tìm người ghe cào rồi đi qua đi lại đồ này kia đó nhưng mà không tìm thấy xác của chị. Đó là một cái điều đó là mình nếu như vào buổi trưa tại sao không ghe nào tìm thấy? Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao 12 giờ đêm mà anh lại nói 12 giờ trưa? Thấy lạ. Lạ, rất lạ luôn. Đó. Mà quan trọng có cái này nè, anh này có nói cái lúc vợ mày rớt xuống dưới mặt cái gương mặt của chồng cũng không có biểu tượng gì mà lo lắng mà đi cứu vớt ra trời á, nó mới quan trọng chứ đó. Nghe chưa? Đây là những người dân người ta chứng kiến tận mắt. Là lúc vợ anh rơi xuống sông anh không có buồn lo gì hết á. Vậy thì có phải vợ anh rơi xuống sông hay không hả anh Tuấn? Anh Tuấn mà có nghe được clip này thì chắc là cũng hơi sợ đấy anh Tuấn ạ. Bởi vì đâu phải em nói đâu. Em chỉ thuật lại thôi. Nhưng anh cũng hơi run đấy. Gầu lo lắm. Thì nói chung ra hồi nãy đó là cũng coi trên cái video ảnh cũng rất bình thường. Nó bây giờ tôi nói ông cái này là nó là nhiều người nói chứ không phải là riêng một anh này nói. Cái này có quẩn khúc trong này chắc là cao đó. Nhưng mà cái đó mình không hiểu sao. Không hiểu đúng rồi, cái đó mình chia sẻ đi, mình thấy sao chia sẻ gì thôi. Bữa đó kìa tôi kiếm tới sáng luôn đó. Anh mới đi kiếm luôn. Ông bữa đó tôi kiếm tới sáng luôn á. Đây lại là một bằng chứng là chị Hà ra đi vào ban đêm. Thấy chưa quý vị? Anh thì kiếm tới sáng. Rồi có rồi đó. Tới sáng luôn. Rồi xe du lịch đậu trong kho luôn. Người nhà. Thấy chưa? Người nhà đã tới từ đêm rồi. Tôi xuống bến cảng dữ lắm luôn. Vì anh này quý vị anh bắt đầu ta đi xuống xà lan của cái người chết á, người mắt đó đó. Ta kiếm luôn. Ta kiếm luôn không? Giờ ta xuống xà lan luôn nha. Rồi cái này anh này nói chính xác luôn, tại anh này anh làm quay đi mà. Người nhà xuống chưa? Anh... Thấy chưa? Người nhà đến từ ban đêm rồi. Mà tại sao lại đến 3 giờ chiều bên gia đình nhà chị Hà mới biết? Em mong gia đình nhà chị Hà phải xem được video này. Bởi vì là không phải là mất lúc 12 12 giờ trưa mà đã mất từ đêm ngày hôm trước rồi. Mà anh này là cái người đã đi tìm kiếm từ đêm tới sáng thì làm sao mà sai được. Anh này anh có chứng kiến cái hiện trường. Đúng rồi. Rồi lúc mà kiểu như là chi hô lên đó, luôn lên báo công an rồi tìm kiếm đó là anh này anh có chứng kiến. Thấy chưa? Đó là mình biết rồi. Biết mà rồi, mình biết cái vụ mà bị phóng hay là sao đó mình không hiểu. Đúng rồi. Đúng. Trong đó khi đó là mình không có đó. Mình đúng rồi. Rồi. Anh chỉ chia sẻ sao chia sẻ gì thôi chứ anh đâu có cần mà anh phải mình chia sẻ đúng sự thật là được rồi. Còn hai chồng sau đó mình không biết. Rồi đúng. Ông là thông báo công an gì đó. Rồi. Vì là người nhà cũng xuống đông lắm ha. Ông lúc 12 giờ khuya rồi người nhà. Người ta kiếm ngày đêm ngày luôn. Em thấy lúc 12 giờ khuya mà gia đình kéo đến rồi thì chứng tỏ là đây là một cái vụ việc nó rất nóng mà nó không đúng với những gì anh Tuấn đang nói bây giờ. Bởi vì em nói mọi người là anh Tuấn nói bây giờ là 12 giờ trưa nhưng cái hiện trường của vụ án này là buổi tối. Vậy thì anh Tuấn sẽ phải đối chất cái sự thật này. Cái bữa mà để đặt bàn cúng đồ này kia chắc xuống dưới đó ha. Dạ. Wow. Những ngày đó bây giờ ở dưới đó nó còn bàn thờ. Mọi người đã hiểu chưa? Và em sẽ phải phân tích rất nhiều về video này. Bởi vì đây là một cái bằng chứng rất đặc biệt. Cái anh này là cái người tìm kiếm xác chị Hà từ đêm đến sáng. Và đến buổi chiều ngày hôm sau gia đình chị Hà mới biết. Mà lúc 12 giờ đêm thì gia đình nhà anh Tuấn đã tập trung đầy đủ trên xà lan rồi. Vậy thì em hỏi mọi người từ 12 giờ đêm đến tận 12 giờ trưa ngày hôm sau làm cái gì 12 tiếng đồng hồ? Đúng không quý vị?
và anh lại chia sẻ là anh đã đi hỗ trợ tìm kiếm từ đêm đến sáng, thì cái lý do này ở đâu ra? Đó, nên em mới đặt ra một câu hỏi là mỗi lúc sự thật sẽ được phanh phui và câu chuyện này sẽ còn dài. Quý vị khán giả sẽ không uổng công khi xem một video của em phân tích đâu. Nên em sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin mới nhất, nóng nhất và chuẩn xác nhất về vụ việc của chị Hà để cho tất cả quý vị và các bạn sẽ rộng đường dư luận, sẽ có những cái câu chuyện, có những cái kết thúc và có những cái sự phân tích mới mẻ nhất. Và quý vị khán giả có thể góp ý bên dưới video này, hay có thông tin trực tiếp là quý vị khán giả chứng kiến tại hiện trường, có thể liên hệ qua Hoàng Trang TV với số điện thoại ở trên màn hình. Và video này em xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem hết video này. Chào mọi người nhé.